Xin chào mọi người và nhất là các người anh, người chị tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 1954. Đây là video clip em làm về vận hạn 6 tháng cuối năm đối với những người anh, người chị Giáp Ngọ, những người mà có mệnh là sao trung kim, người ta gọi là vàng trong cát đó. Với nam thì sao Thổ Tú và nữ thì sao Văn Hớn, hai ngôi sao đem lại rối rắm và ổn đạo. Người Giáp Ngọ thì năm đối với năm nay á, là vẫn là năm tam tai năm cuối, cho nên là có nhiều điều nó không tốt đẹp. Cả hai cùng là hạn ngũ mộ, hao tài mất của, vận niên thì trương phùng mã, heo gặp lửa, cũng không có tốt đẹp. Thiên can chữ Giáp nó khắc chữ Mậu, công việc dễ sinh rối rắm và nhiều điều không có tốt đẹp. Dần Ngọ Tuất ha, năm người Giáp Ngọ gặp năm Tuất là tam hợp, nhưng đồng thời cũng là tam tai năm cuối, cho nên rõ ràng là người Giáp Ngọ năm nay không có ngon lành. Tuy nhiên những người Giáp Ngọ này nè, là năm Đinh Dậu thì không có bị cái hạn này. Họ gọi là năm Đinh Dậu là tam tai năm này của Dần Ngọ Tuất là 2016, 2017, 2018 thì năm đầu của người tuổi Dần, năm giữa của người tuổi Ngọ và năm sau của người tuổi Tuất. Tuy nhiên cái 2017 vừa rồi đối với người Giáp Ngọ thì họ là không bị nhiều, vẫn bị nhiều, vẫn là tuổi người Bính Ngọ và Mậu Ngọ. Chính vì vậy cho nên là Giáp Ngọ lô qua năm cuối này mới bị, mà bị năm cuối này thì mới gặp rắc rối, vì nó người Giáp Ngọ năm nay cũng bị thái tuế, nhưng không bị trực thái tuế, gọi là bị hình thái tuế. Thì cho nên là từ đầu năm tới giờ người Giáp Ngọ mệnh kim này với cái tổng năm là mệnh địa mộc, mà căn mộc thuộc dương ngũ hành hợp hỏa, thì hỏa vượng, năm hỏa vượng thì sẽ không tốt đẹp cho người mệnh kim. Khi mà nó đốt nhiều quá, hỏa nó đốt nhiều quá thì kim của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, của các anh các chị sẽ bị ảnh hưởng, và nó kéo theo những cái tinh quân, phúc tinh và tài bạc, tài tinh sẽ bị ảnh hưởng một cách nhất định. Và từ đầu năm tới giờ thì các anh các chị cũng đã thấy rồi, vừa trải qua cái tháng Mậu Ngọ, người ta gọi là tháng tuổi mà tháng Mậu nữa ha, chữ Giáp lại tiếp tục khắc chữ Mậu, rồi chữ Giáp của các anh các chị khắc luôn chữ Mậu của năm nữa, thì tháng Mậu Ngọ vừa rồi tức là tháng năm âm lịch đó, các anh các chị có nhiều điều cũng không tốt đẹp lắm. Tổng lại là tới giờ phút này đầu tháng 6, tức là sáu trải qua năm tháng đầu năm rồi, thì người Giáp Ngọ thì các anh các chị cũng tự cảm nhận thấy rằng mình không có tốt đẹp, năm nay nó không sao sao. Người Mậu Ngọ, người Bính Ngọ thì đỡ đần, nhưng mà Giáp Ngọ thì năm nay không tốt. Vậy thì 6 tháng cuối năm đối với người Giáp Ngọ nó sẽ ra sao? Thì mình sẽ phải đi tìm hiểu coi cái tử vi nó ra sao. Và em trở lại nè, tháng 7 âm lịch, tức là bắt đầu 6 tháng cuối năm là bắt đầu tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch năm nay là tháng Canh Thân, một tháng Mộc. Như vậy thì là xét về mệnh là kim khắc mộc, bổn mệnh tương khắc khám, đề phòng tai nạn nhưng mà nhẹ nhàng. Bản thân của các anh các chị là với cái sao Văn Hớn đúng không, rối rắm ốm đau, là Thổ Tú thì rối rắm bất an, thì rõ ràng là với cái mệnh mà kim khắc mộc này thì bổn hoàng thật sự là không có ngon lành ha. Thiên can canh nó lại khắc chữ Giáp, bản thân của các anh các chị là tổng năm là Giáp khắc Mậu rồi, canh khắc Giáp thiên can, công việc dễ sinh rối rắm bế tắc, vì tháng khắc thiên can. Bản thân là mình đã khắc năm, thiên can của mình khắc năm mà gặp cái tháng nó khắc thiên can của mình thì rõ ràng là sẽ không tốt đẹp gì, đúng không? Rồi địa chi Thân Ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại xung nhau, cũng không có tương hợp. Ok, thì phần địa chi về phần gia đạo thì các anh các chị với chữ Giáp thì khá là người nắm quyền, dù là nam hay nữ mạng khá là người nắm quyền trong gia đạo, cho nên là gia đạo của các anh chị sẽ không có buồn phiền đâu ha. Các anh chị nên nói một tiếng là tụi nó nghe hết, con cái sẽ nghe, các mối quan hệ không có ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên là với cái tháng 7 này kim khắc mộc đúng không, là các cái tinh quân, các tài tinh nó đã bị ảnh hưởng rồi, canh khắc Giáp như thế này thì rõ ràng công việc và bổn mạng là cái vấn đề chính mà các anh các chị cần phải chú ý, do là các anh các chị cùng là một người Văn Hớn, một người Thổ Tú thì cũng như nhau thôi, cũng xấu đề rồi,
cho nên là ổng vay tốt hơn ai đâu ha. À, chỗ này rất, cái tháng 7 này rất dễ sinh phát sinh tốn kém tiền bạc cho cái sức khỏe của mình, cho nên các anh các chị cẩn thận ha. Rồi tiếp tục tháng 8 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 chính là tháng Tân Dậu, một tháng mộc tiếp tục. Như vậy mệnh là kim khắc mộc, bổn mệnh tương khắc tháng, đề phòng tai nạn nhưng mà cũng nhẹ nhàng thôi ha. Thiên can Tân Giáp là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng về chủ. Tuy nhiên Tân canh thì thuộc kim và ất thì thuộc mộc, cho nên là đặt âm ngũ hành là tương xung. À, như vậy thì cũng không tốt đẹp đâu, công việc cũng có chút gì đó khó khăn, dễ sinh hao tài do là kim và khắc mộc. Rồi dưới này là tiếp tục Tân Giáp kim khắc mộc luôn ha. Địa chi Dậu Ngọ là thuộc nhóm tứ hành xung, tí ngọ mẹo dậu. À, gia đạo và cả công việc dễ sinh rối rắm. À, đặc biệt là dậu thuộc kim mà ngọ của các anh các chị thuộc hỏa, kim hỏa nó khắc kim nữa. Như vậy về mặt là âm ngũ hành thì rõ ràng là cũng tương khắc luôn. À, như vậy rất là dễ sinh rối rắm và buồn phiền trong cái tháng Tân Dậu này. À, cho nên là các anh các chị cẩn thận ha. À, không mà cái sao mà sao chủ và vân hớn và thổ tú nó đi theo anh chị đâu, nó cũng liên quan đến những cái này thôi, thật sự ra là như vậy ha. Rồi tiếp đến là tháng 9 âm lịch. À, tháng này là tháng Nhâm Tuất của năm Mậu Tuất 2018, một tháng thủy. Như vậy mệnh là kim sinh thủy, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng yếu không tốt đẹp, cần cẩn trọng. À, thiên can Nhâm Giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng về chủ. À, tuy nhiên về mặt âm ngũ hành đó là Nhâm thì thuộc thủy, Giáp thì thuộc mộc, như vậy là thủy sinh mộc. À, được tương sinh về đạo âm ngũ hành của thiên can, dễ sinh tài lộc tốt đẹp, công việc ha. Địa chi thì là Tuất với Ngọ là thuộc nhóm tam hợp dần ngọ tức, là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn có cho công việc nữa. À, như vậy đối với cái tháng 9 âm lịch thì tốt đẹp hơn, với cái bổn mạng bị sinh xuất thì bổn mạng nó cũng bớt xấu đi. À, nó có một chút xấu thì cũng không quá nặng nề. À, là đúng không? À, thiên can thì được tương sinh về nạp âm ngũ hành. À, Nhâm thủy Giáp thì mộc. À, địa chi thì thuộc nhóm tam hợp này, nó sẽ đem đến nhiều may mắn hơn cho các anh các chị. À, rõ ràng là tháng 9 thì chỉ cần đề phòng một tí xíu về bổn mạng thôi, mà bổn mạng cũng không quá khắc cao như là tháng 7, tháng 8. À, ngon lành ha. Rồi tiếp đến là tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất 2018 là một tháng thủy. Lý do là sao? Đó là tháng Quý Hợi, nó thuộc hành thủy. Như vậy mệnh cũng tiếp tục giống như tháng 9, là kim sinh thủy bị sinh xuất tháng. Ha, bổn mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng yếu không tốt đẹp, cần cẩn trọng. À, rồi thiên can Giáp Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. A, à, quý như đã nói ha, quý Nhâm thành thủy, Giáp ất thì thành mộc, cho nên là được tương sinh về đạo âm ngũ hành của thiên can. À, cũng giống như tháng 9, ngon lành. À, rồi địa chi Hợi và Ngọ là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, không tương xung mà cũng không tương hợp. À, bình thường. Như vậy thì tháng này cũng tiếp tục giống tháng 9, cần cẩn trọng tí xíu thôi, không quá nặng nề đâu. À, có thể là sức khỏe nó bị bồn chồn, nó lo lắng, hoặc là một chút gì đó nhẹ nhàng thôi. À, còn công việc thì các chị dễ sinh tài lộc, do là được tương sinh về đạo âm ngũ hành và không khắc về tử vi. À, còn địa chi thì không có vấn đề đâu. À, gia đạo cũng tốt đẹp ha. Rồi tiếp đến đó là tháng Giáp Tý, tháng 11 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. À, tháng này là tháng kim, Giáp Tý là kim mà, cho nên là mệnh là đồng hàng. À, sức khỏe bổn mạng ok, khi mà mệnh đồng hàng không bị gì hết thì sức khỏe tự nhiên phải ok, bổn mạng sẽ tốt đẹp. Tháng này là tháng mát mẻ, một tháng mùa đông mát mẻ, cho nên là không đến nỗi nào. Thiên can cái chữ Giáp đồng hàng luôn, thuộc hành mộc. À, tốt cho công việc. À, tốt cho mọi thứ ha. Tuy nhiên là Tý với Ngọ là thuộc nhóm lục xung, mà lục xung thì như đã phân tích ở những video trước,
nó là mô tả cái sự đối chọi chống đối nhau. À, như vậy thì gia đạo rất dễ là chuyện sinh rối rắm, các mối quan hệ dễ mang đến thị phi, với cả anh và chị đều mang cái sao Vân Hớn và Thủ Tú, hai cái sao đem lại rối rắm nhiều. Vận niên là Trư Phùng Hỏa nữa, gặp tiếng ngọ lục xung này thì cần cẩn trọng nếu không muốn là mang tai mang tiếng, ảnh hưởng đến công việc và gia đạo của các anh các chị. Người Giáp Ngọ thì vốn dĩ là người lớn mạng, mang chữ giáp mà lại mang mệnh ngọ là di chuyển nhiều, người chính chính trực, cho nên là coi chừng người ta đâm sau lưng mà để một chuyện không nói có và là gây cho mình cái bức xúc. Tuy nhiên là với mệnh đồng hàng và thiên can đồng hàng này thì hy vọng nó sẽ khống chế được cái việc không tốt đẹp của lục xung tiến ngọ ở địa chi. À, các anh các chị phải cẩn thận ha, thì do cái sao chủ và các anh các chị nó không tốt đẹp, cũng như vận niên các cái khác của bên ngoài, cái toàn âm của các anh các chị nó không tốt đẹp, chứ không phải là riêng những cái âm cái tháng nó làm cho các anh các chị xấu đâu ha. Rồi, tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018, tháng Chạp, tháng này là tháng Ất Sửu, tiếp tục là một tháng kim, như vậy kim đồng hàng của mạng sức khỏe không có vấn đề, không cần phải lo lắng. Rồi, thiên can thì giáp Ất, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ và tử vi, mà giáp Ất thì thuộc hành mộc, gọi là đồng hàng mộc rồi, cho nên là cũng tốt đẹp cho phần địa chi, phần thiên can. Phần thiên can thì ảnh hưởng nhiều đến công việc và mối quan hệ trong công việc, tốt đẹp. Địa chi thì không tốt đẹp lắm, lý do sao? Sửu với ngọ là thuộc nhóm tương hại. Sửu ngọ là thuộc nhóm tương hại, là được hiểu là những cái mối hại tương hại lẫn nhau ở trong cuộc sống, bên yếu quấy nhiễu bên mạnh và bên mạnh quấy nhiễu bên yếu. Tuy nhiên là Sửu thuộc thổ, mà ngọ thì thuộc hỏa, cho nên mặt nạp âm ngũ hành nó tương sinh, mã sinh thổ, cho nên là cũng giảm bớt phần xung khắc. Với cái địa chi như thế này thì nó rõ ràng nó nhẹ hơn cái tháng 11. Như vậy là hai tháng cuối năm với cái địa chi là lục xung và tương hại sẽ là hai tháng không tốt đẹp về gia đạo và các mối quan hệ trong xã hội, thậm chí các mối quan hệ về bạn bè dễ sinh ra những cái chuyện thị phi tai tiếng đối với anh chị, vì dưới sao Hổ Tú và sao Vân Hớn, những cái người mà như thế này mà rơi vào những cái dưới sao chủ như vậy mà rơi vào hai cái địa chi này thì rất dễ xảy ra cái việc mà nó không tốt đẹp. Như vậy thì đã xét xong cái vận hạn 6 tháng cuối năm đối với người mặt giáp ngọ, thì các anh các chị thì có tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì bổn mạng không được tốt đẹp. Thì tại sao? Thì tháng 9, tháng 7, tháng 8 là bổn mạng khắc tháng, kim nó khắc mộc. Tháng 9, tháng 10 là kim sinh thủy, là một hình thức hao tốn đi cái nguyên liệu chính, làm cho cái sự ảnh hưởng của các tinh quân, phúc tinh và tài tinh bị ảnh hưởng, ảnh hưởng đến luôn cả cái sức khỏe của các anh các chị. Vốn dĩ là mà không tốt đẹp vì mệnh kim gặp năm mộc, mà gặp lại gặp năm hỏa vượng đốt mình hơi khá nhiều, làm cho luôn luôn cảm thấy nóng nảy và cảm thấy bức bối, tâm đến những cái quyết định không tốt đẹp trong cuộc sống và trong gia đạo. Thiên can thì tháng 7 thì canh khắc giáp ha, rồi là để ý tháng 7 ha, chủ yếu là tháng 7 và tháng chủ yếu là tháng 7 với cái canh khắc giáp nó khó chịu thôi, còn tất lại tất cả các cái thiên can khác thì không vấn đề. Về phần gia đạo thì ảnh hưởng nhiều ở cái tháng 11 Giáp Tý và tháng 12 Ất Sửu. Đó là những cái gì mà mình tổng hợp được về vận hạn, về tử vi của cái 6 tháng cuối năm đối với người Giáp Ngọ sinh năm 1954 của các anh các chị. Hy vọng rằng với những cái thông tin này sẽ giúp ích được các anh các chị biết cương nhu ha, biết làm thế nào để cho cái gia đạo mình nó ổn định, cái cuộc sống công việc nó phát triển.
vốn dĩ các anh các chị với chủ giáp ở trên đầu thì là mệnh chủ khá lớn, à, vốn dĩ là những người thích thường ra lệnh hơn là những người thích thường hành, thậm chí ở các anh các chị trong gia đạo cũng thế. Hy vọng rằng nó sẽ giúp anh các anh chị nhiều hơn nữa để mà hài hòa cái gia đình và có được cái 6 tháng cuối năm tốt đẹp. Nếu các anh chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ để mọi người khác tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai xem kinh thấy hay, xin nhớ đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái vận hạn tử vi của tuổi của mình cũng như là người thân của mình để mà ứng dụng vào cuộc sống. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.